Một cây, hai cây, ba cây. Ui da. Cây bút này nhìn ngộ ghê. Không biết cô ai mà làm rớt ngay đầu của mình. Nhưng mà hình như nó từ trên cao rớt xuống thì phải. Từ trên trời rớt xuống. À, vậy là ông trời cho mình. Cây bút này là của mình. Wow, nhìn kỹ thấy nó đẹp ghê. Vẽ thử coi sao. Sao kỳ vậy? Không lẽ là à, thì ra đây là cái bút thần kỳ, vẽ bất cứ cái gì cũng thành thật. Cây bút lại cho ta. Bà là ai? Ta là phù thủy. Vậy cây bút này là của bà? Đúng vậy, đây là cây bút phép thuật. Nó rất là trung thành. Nó chỉ có ích thực sự với chủ của nó thôi. Cây bút của bà thật là phiền toái. Vậy sao lúc nhặt được cậu không tìm cách đem trả? Cũng do mình tham lam. Đúng là cái bức thiền tối mà. Siêu thị điện máy đang giảm giá, cho nên ba mua một dàn karaoke tặng cho hai mẹ con. Vậy là từ đây những khi rảnh rỗi thì em có thể hát karaoke được rồi. Yeah, thích quá. Con sẽ luyện hát karaoke mỗi ngày để sau này trở thành ca sĩ. Ủa, ba nhớ là đốm muốn được trở thành phi công lái máy bay mà. Vậy thì đốm vừa làm phi công vừa làm ca sĩ luôn. Ừ, sau này làm phi công, còn bây giờ thì phải làm ca sĩ nhí của riêng ba mẹ ha. Không biết là ca sĩ này giúp ba mẹ giải trí hay là tra tấn ba mẹ bằng giọng hát của mình đây. Đốm sẽ cố gắng hát thật hay để cho ba mẹ nghe. Bác voi Mammoth đang bị bệnh rất là nặng. Hôm nay ba mẹ phải đi thăm bác ấy. Vậy con được phép rủ các bạn tới nhà mình chơi được không ạ? Ừ, được chứ. Các con có thể chơi đồ chơi. Và mẹ cũng đã nấu sẵn cơm cho đốm ở trong bếp rồi. Ở nhà con phải cẩn thận, không được tự ý cắm các chui điện nghe con. Điện rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, bây giờ ba mẹ đi đây. Chiều ba mẹ về, con ở nhà ngoan nha. Dạ, ba mẹ đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, ba mẹ mình đi vắng rồi. Ba mẹ mình cho phép mình mời các bạn về nhà cùng chơi đó. Nhưng mà nhà bạn có gì vui không? Nhà mình có nhiều đồ chơi lắm, nhiều đồ ăn nữa. Vậy mình đi liền đi. Wow, nhà đến mới mua dàn karaoke đúng không? Ừ,
Wow, thích quá à. Thôi, mình dừng chơi rồi chơi đi. Rồi mình vừa ăn, mình vừa hát karaoke. Nhưng mà mình không biết cắm dây điện và mở máy. Cắm điện dễ mà, chỉ cần cắm cái chui vào ổ điện là xong. Nè, xong rồi, có sao đâu. Yeah, hát thôi. Ba bà đi bán lợn con, bán luôn bụng bự ham ăn lại lười. Bụng bự la hét trời, khóc than đời về hứa sẽ chăm ngoan. Ốp, 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 ốp và gắn nó sai. Vui ghê. Ủa, bị gì vậy? Không biết nữa, chắc là đốm nhảy dữ quá nên tuột dây điện rồi. Bị tuột dây rồi nè. Cắm vô lại đi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn có sao không nhở? Tại bạn tan to đó. Tại do bạn nói là cấm điện không sao hết. Giờ đốm chết rồi nè. Mình chưa chết. Điện quả thật rất nguy hiểm. Từ nay mình sẽ nghe theo lời ba mẹ. Trẻ em không được tự ý cấm điện nữa. Tám mươi lăm, chín mươi, trăm. Xong chưa? Mình đi kiếm đó nha. À, bắt được bạn rồi nha. Xí bò sữa. Ơ, mình mà không cười á, còn lâu bạn mới bắt được mình á. Ông dám đâu, mình thấy bạn trước chứ bộ. Mấy bạn có sao không? Mình không sao. Giờ hết đồ đẹp rồi, tụi mình chơi cái khác đi. Ờ, đúng rồi đó, trò này chán quá. Vậy giờ chơi trò gì? Hay mình chơi thả diều đi. Được đó. Vậy thôi, giờ mình về. Hẹn các bạn chiều nay mình chơi ở đây nha. Sao bạn buồn vậy Đốm? Mình chưa có diều. Vậy hả? Mình cũng vậy nè. Vậy hai đứa mình cùng làm một con diều đi. Ý hay đó, mình làm thử coi sao. Vậy bạn về chuẩn bị đi. Ừ, vậy hẹn chiều nay tại nhà mình nha. Bạn dán xong chưa? Gần xong rồi, đợi mình tí. Mình cắt xong cái đuôi rồi nè, để đây nha. Ừ. Yeah, xong rồi. Giờ mình thử đi thả đi. Ừ, đi đi. Mình tin là diều sẽ bay được. Hai bạn tới rồi đó hả? Ôi, diều đẹp quá. Của bạn hả Đốm? Không, mình và bụng bự cùng làm đó. Nhưng mình quan trọng hơn, mình dán hết đó. Ồ, bạn giỏi thiệt á. Nhưng mình cắt cho bụng bự dán á. Người dán mới là quan trọng. Không, người cắt quan trọng hơn. Ơ, tại bạn đó, rách rồi nè. Tại bạn thì có, bạn dành với mình mà. Mình không thèm chơi nữa, mình về đây. Con sao vậy Đốm? Bụng bự làm rách con diều của con. Đốm à, con diều là công sức của cả con và bụng bự, đúng không? Con cứ thử nghĩ xem, nếu không có bụng bự dán lại thì có thành được con diều hay là không? Và nếu con không cắt cho bạn dán thì sẽ không có con diều hoàn chỉnh, đúng không? À, con hiểu rồi. Tức là ai cũng quan trọng hết. Bây giờ con phải đi tìm bụng bự đây. Con sẽ giải thích cho bạn ấy. Ai cũng quan trọng hết. Và sẽ không chọn bạn ấy nữa. Mẹ rất vui khi Đốm có thể nhận thức được vấn đề như vậy. Hãy học cách hợp tác với nhau và chia sẻ với các bạn nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đi tìm bụng bự đây. Ôi, thích quá. Làm sao mình có thể chơi nhạc như các bạn ấy không? Quảnh tù xì. Ơ, mình lại thua nó rồi. Ha ha, vậy là cục kẹo này là của mình đó nha. Ơ, Đốm kìa, sao nhìn mặt bạn buồn vậy? Ờ ha, nhìn mặt cậu còn buồn hơn cả tay to vừa bị thua kẹo nữa.
Mình xem TV thấy mấy bạn chơi nhạc cụ hay lắm. Làm sao mình có thể khiến các nhạc cụ phát ra âm thanh ha? Ôi trời, thì ra là vậy. Mình là một tay trống chuyên nghiệp nha. Ủa, sao mấy bạn buồn thiêu vậy? Đốm đang buồn vì không biết chơi nhạc cụ. Hả? Có vậy mà cũng buồn. Đừng nói vậy chứ bò sữa. Không phải ai cũng chơi nhạc giỏi đâu. À, mình có cách rồi. Bò sữa nè, ai làm cho bạn chiếc đồng hồ này vậy? Ba mình đó. Đẹp không? Tuyệt quá. Vậy chúng mình nhờ ba bạn làm cái gì tạo ra nhạc nha. Đúng rồi đó bò sữa. Tụi con chào bác ạ. Các con hoang quá, có chuyện gì vậy? Ba ơi, ba có thể giúp bạn đốm làm cái gì phát ra được nhạc từ lá dừa không ba? Được rồi, để bác xem thử coi. Cuối cùng cũng xong rồi, kèn lá cho đốm. Tuyệt quá, con cảm ơn bác. Con cũng muốn nữa. Con nữa. Con nữa. Được rồi, từ từ, ta sẽ làm cho các con. Rồi xong, ba chiếc kèn lá nữa. Đẹp quá à. Tụi con cảm ơn bác. Ba giỏi quá, biết làm cả đồng hồ và kèn từ lá dừa nữa. Ba giỏi nhất. Tụi mình sẽ làm ban nhạc kèn lá nha. Mình sẽ làm nhạc trưởng. Không được, nhạc trưởng phải là người thổi kèn hay nhất. Thôi mấy con đừng có cãi nhau nữa. Vậy ta tổ chức cuộc thi để chọn ai làm nhạc trưởng nghe. Ôi, tụi nhỏ là mình nhớ lại thời thơ ấu quá. Có ai chơi thổi kèn la hay như ta? La 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 la. Bò sữa nhà ta thích đơn la thổi kèn. Ôi, bác mới là nhạc trưởng của ban nhạc kèn lá. Đúng rồi, bác giỏi rồi đó. Xa nữa. Tết đến rồi. Đi chơi đi đốm. Mình lại liền. Cứu mình với, tay to bụng bự ơi. À, có chuyện gì đó? Sao vậy đốm? Tự dưng mọi nồi nặng chịu bám sát người mình, mình không nhúc nhích được nè. Sao lại như vậy? Là chiếc áo của bạn cười đó đốm hả? Đúng rồi. Sao nó lại cười đốm? Hả? Thì ta thấy hắn di chuyển không có được, cứ đứng yên một chỗ hoài thì ta vui ta cười chứ sao? Sao người phá bạn đốm của ta? Hả? Vì ta là áo đẹp nên ta có quyền, muốn làm gì cũng được. Người thật là quá đáng. Ai bảo hắn không biết yêu thương cha mẹ? Tết thôi mà, mặc đồ mới là được rồi. Đói phải mua cho bằng được áo hiệu này nọ. Bắt ta ra ngoài đường đầy bụi, hôi hám như thế này. Làm ta nhảy mũ luôn nè.
Ta phải làm sao thì áo mới thay cho ta? Dễ giặt ta cho sạch sẽ, thơm tho, ta tha cho. Ta biết rồi. Sau này mà còn ham áo đẹp, mắc tiền chứ làm khổ cha mẹ nữa, ta sẽ xiết cho người hết thở luôn. Ta biết lỗi rồi mà, sau này ta sẽ không mè nheo, không nhõng nhẽo mẹ mua quần áo nữa đâu. Thôi mình chơi tiếp đi. Ừ, được đó. Không được, chơi cái đó ta dở hết. Vậy thôi, tụi mình nhảy lò cò. Được đó. Không được, nhảy lò cò, đổ mồ hôi ta ướt hết. Sao cái gì cũng không được hết vậy? Vì ta đẹp, ta có huyền chảnh. Mặc áo đẹp mà mệt như vậy thì không có thèm đâu. Chị con bướm vàng, chị con bướm vàng, mình vui ghê, mình yêu ghê. La 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 la. Đang làm gì vậy? Mình đang hái hoa. Bất quả tang, bạn đang làm chuyện xấu nha. Cái gì chứ? Sao bạn lại nói vậy? Thì việc xấu đây nè. Hoa đẹp như vậy, đốm kêu xấu vì ghen tị với bạn thì có. Hơ, bạn vẫn không hiểu hả? Bó người ta, có người hái trộm hoa. Bung. Mình hái trộm hồi nào? Mình hái công khai mà. Nhưng hoa công cộng mà, phải để cho nhiều người ngắm chứ. Hả? Thì mình hái về cho tất cả mọi người cùng ngắm mà. Trời ơi, nói hoài mà không có hiểu gì. Nhìn kia kìa. Chết, vậy mà mình không nhìn thấy. Xin lỗi. Mẹ nói không biết là không có lỗi đâu. Bây giờ mình phải làm gì với những bông hoa này? Mẹ mình có một bình hoa đẹp lắm mà không có hoa. Vậy mình đi theo đốm. Ủa, hai bạn đang đi đâu vậy? Về nhà đốm cắm hoa. Không phải hoa thường đâu, hoa đặc biệt lắm á. Cho mình đi cùng với nha. Eo ơi, chùi tay bẩn vào áo kìa, bạn dơ quá à. Có sao đâu, thì đi rửa tay hoặc là bằng khăn tay. Mình thường xuyên quên mang khăn thì biết làm sao? Thì bạn phải hỏi muộn mình chứ. Thì tại vì mình không biết. Không sao, không biết là không có tội. Mình đi thôi nào. Bình hoa đẹp của mẹ đây rồi, chúng ta sẽ cắm hoa. Mình đi lấy nước. Cắm hoa như vậy mới đẹp nè. Vậy mới đúng chứ. Không phải, cái này mới cắm đúng. Cắm cái vậy nè. Không phải. Thôi chết rồi, tại tụi mình cứ giành nhau. Không sao đâu, tụi mình không có ngờ, không biết là không có tội. Có tội, có tội đó. Mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi. Mình xin lỗi đó, bình hoa này của mẹ đó chắc là quý lắm. Mình sợ mẹ la quá à. Để mình xin lỗi mẹ đó, giờ nói bác đừng có la đúng nha. Lỗi này là lỗi của mình mà. Nó phải do hai bạn đâu. Nếu đốm nhường bình hoa trên tay to thì ba đứa mình đâu có dành làm cho bình hoa rơi xuống đất đâu. Thôi được rồi, bình hoa này rất quý, nhưng vẫn không quý bằng việc các con biết nhận lỗi và còn biết chịu trách nhiệm cùng nhau nữa. Cô tha lỗi đó. Thật sao? Mẹ hiền với cô Tiên á. Quánh tù xì. Wow, táo ngon quá à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Ta ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, đốm phủ sơ sơ rồi mà. Tay ta ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn, ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tay to cái gì cũng sợ.
táo ngon như vậy. Tay to không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của tay to luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi. Mình cho rửa sạch xong mới ăn. Đúng là con gái. Đốt vào bụng bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốt vào bụng bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, giờ có chút xíu à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Con bị sao vậy Đốm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ, con có ăn táo và ăn kem. Thôi ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. Đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè. Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với bụng bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với bụng bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sa Pa chơi. Ôi, thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sa Pa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, Đốm tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này. Ê. Đốm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sa Pa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Ha
Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Con với chả cái đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết. Con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Đúng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết. Đúng rồi, đúng. Đi đá banh không? Có, chờ mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi à. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu. Đốm. Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Giờ thì chịu học bài chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Nhờ chăm chỉ tập viết mà chữ của Đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ chăm tập.